Mỗi công thức làm đẹp đều mang đến cho tôi một trải nghiệm mới và hôm nay tôi muốn giới thiệu đến các bạn cách làm kem cạo râu an toàn từ thiên nhiên cực dễ làm nhé. Thật sự nó có quan trọng trong công việc làm đẹp của bạn. Nó sẽ không quan trọng nếu như bạn là người quanh năm không dùng đến dao cạo râu hay bất cứ vùng lông không mong muốn nào trên mặt, tay, chân. Nhưng điều đó thật hiếm có đúng không? Cách làm kem cạo râu đơn giản với một số thành phần dễ kiếm như dầu dừa, bơ hạt mỡ, dầu ô liu, tinh dầu hoài hương, một ít xà phòng tự nhiên. Chúng đều là những thành phần siêu dưỡng ẩm, làm trơn mượt làn da, giảm thiểu những tổn thương do va chạm một cách tối đa, bảo vệ da bạn không bị tổn thương và khô da. Chúng cũng chứa nhiều thành phần diệt khuẩn rất tốt cho làn da vừa mới cạo râu hoặc lông rất dễ bị tổn thương. Cách làm kem cạo râu này cũng giúp bạn thêm một sản phẩm dưỡng ẩm da. Bạn không cần dưỡng ẩm da sau khi cạo râu, bên cạnh đó những loại dầu tự nhiên có tính năng ngăn ngừa lão hóa, làm săn chắc da và se khít lỗ chân lông hiệu quả mà bạn không nên bỏ qua. Nguyên liệu: 1/3 chén dầu dừa, 1/3 chén bơ hạt mỡ, 2 chén ô liu, 5 giọt tinh dầu hoài hương, 2 chén xà phòng cắt tỉ lỏng. Thực hiện: làm tan chảy dầu dừa và bơ hạt mỡ trong lò vi sóng hoặc nồi hơi. Thêm tinh dầu hoài hương và dầu ô liu vào, khuấy đều và để nguội. Để hỗn hợp đã nguội vào trong tủ lạnh cho đông lại như ban đầu. Lấy hỗn hợp ra, dùng máy đánh trứng, đánh tơi hỗn hợp trong 5-7 phút. Tiếp tục cho xà phòng vào và đánh nhuyễn thêm một lần nữa. Cho vào lọ đựng và bảo quản nơi thoáng mát, không cho nước thấm vào. Xoa nhẹ nhàng một ít kem lên vùng cần cạo. Rửa sạch và không cần dùng kem dưỡng ẩm, sau đó nó cũng đủ độ trơn mượt rồi. Cách làm kem cạo râu an toàn từ thiên nhiên này không chỉ dành riêng cho bạn mà nó còn là một món quà đầy ý nghĩa cho người bạn khác giới của mình vào cuối tuần này. Thử ngay trải nghiệm mới mẻ này nhé. Mỗi công thức làm đẹp đều mang đến cho tôi một trải nghiệm mới và hôm nay tôi muốn giới thiệu đến các bạn cách làm kem cạo râu an toàn từ thiên nhiên cực dễ làm nhé. Thật sự nó có quan trọng trong công việc làm đẹp của bạn. Nó sẽ không quan trọng nếu như bạn là người quanh năm không dùng đến dao cạo râu hay bất cứ vùng lông không mong muốn nào trên mặt, tay, chân. Nhưng điều đó thật hiếm có đúng không? Cách làm kem cạo râu đơn giản với một số thành phần dễ kiếm như dầu dừa, bơ hạt mỡ, dầu ô liu, tinh dầu hoài hương, một ít xà phòng tự nhiên. Chúng đều là những thành phần siêu dưỡng ẩm, làm trơn mượt làn da, giảm thiểu những tổn thương do va chạm một cách tối đa, bảo vệ da bạn không bị tổn thương và khô da. Chúng cũng chứa nhiều thành phần diệt khuẩn rất tốt cho làn da vừa mới cạo râu hoặc lông rất dễ bị tổn thương. Cách làm kem cạo râu này cũng giúp bạn thêm một sản phẩm dưỡng ẩm da. Bạn không cần dưỡng ẩm da sau khi cạo râu, bên cạnh đó những loại dầu tự nhiên có tính năng ngăn ngừa lão hóa, làm săn chắc da và se khít lỗ chân lông hiệu quả mà bạn không nên bỏ qua. Nguyên liệu: 1/3 chén dầu dừa, 1/3 chén bơ hạt mỡ, 2 chén ô liu, 5 giọt tinh dầu hoài hương, 2 chén xà phòng cắt tỉ lỏng. Thực hiện: làm tan chảy dầu dừa và bơ hạt mỡ trong lò vi sóng hoặc nồi hơi. Thêm tinh dầu hoài hương và dầu ô liu vào, khuấy đều và để nguội. Để hỗn hợp đã nguội vào trong tủ lạnh cho đông lại như ban đầu. Lấy hỗn hợp ra, dùng máy đánh trứng, đánh tơi hỗn hợp trong 5-7 phút. Tiếp tục cho xà phòng vào và đánh nhuyễn thêm một lần nữa. Cho vào lọ đựng và bảo quản nơi thoáng mát, không cho nước thấm vào. Xoa nhẹ nhàng một ít kem lên vùng cần cạo. Rửa sạch và không cần dùng kem dưỡng ẩm, sau đó nó cũng đủ độ trơn mượt rồi. Cách làm kem cạo râu an toàn từ thiên nhiên này không chỉ dành riêng cho bạn mà nó còn là một món quà đầy ý nghĩa cho người bạn khác giới của mình vào cuối tuần này. Thử ngay trải nghiệm mới mẻ này nhé. Mỗi công thức làm đẹp đều mang đến cho tôi một trải nghiệm mới và hôm nay tôi muốn giới thiệu đến các bạn cách làm kem cạo râu an toàn từ thiên nhiên cực dễ làm nhé. Thật sự nó có quan trọng trong công việc làm đẹp của bạn. Nó sẽ không quan trọng nếu như bạn là người quanh năm không dùng đến dao cạo râu hay bất cứ vùng lông không mong muốn nào trên mặt, tay, chân. Nhưng điều đó thật hiếm có đúng không? Cách làm kem cạo râu đơn giản với một số thành phần dễ kiếm như dầu dừa, bơ hạt mỡ, dầu ô liu, tinh dầu hoài hương, một ít xà phòng tự nhiên. Chúng đều là những thành phần siêu dưỡng ẩm, làm trơn mượt làn da, giảm thiểu những tổn thương do va chạm một cách tối đa, bảo vệ da bạn không bị tổn thương và khô da. Chúng cũng chứa nhiều thành phần diệt khuẩn rất tốt cho làn da vừa mới cạo râu hoặc lông rất dễ bị tổn thương. Cách làm kem cạo râu này cũng giúp bạn thêm một sản phẩm dưỡng ẩm da. Bạn không cần dưỡng ẩm da sau khi cạo râu, bên cạnh đó những loại dầu tự nhiên có tính năng ngăn ngừa lão hóa, làm săn chắc da và se khít lỗ chân lông hiệu quả mà bạn không nên bỏ qua. Nguyên liệu: 1/3 chén dầu dừa, 1/3 chén bơ hạt mỡ, 2 chén ô liu, 5 giọt tinh dầu hoài hương, 2 chén xà phòng cắt tỉ lỏng. Thực hiện:
làm tan chảy dầu dừa và bơ hạt mỡ trong lò vi sóng hoặc nồi hơi. Thêm tinh dầu hoải hương và dầu ô liu vào khuấy đều và để nguội. Để hỗn hợp đã nguội vào trong tủ lạnh cho đông lại như ban đầu. Lấy hỗn hợp ra, dùng máy đánh trứng, đánh tơi hỗn hợp trong 5-7 phút. Tiếp tục cho xà phòng vào và đánh nhuyễn thêm một lần nữa. Cho vào lọ đựng và bảo quản nơi thoáng mát, không cho nước thấm vào. Xoa nhẹ nhàng một ít kem lên vùng cần cạo. Rửa sạch và không cần dùng kem dưỡng ẩm, sau đó nó cũng đủ độ trơn mượt rồi. Cách làm kem cạo dâu an toàn từ thiên nhiên này không chỉ dành riêng cho bạn mà nó còn là một món quà đầy ý nghĩa cho người bạn khác giới của mình vào cuối tuần này. Thử ngay trải nghiệm mới mẻ này nhé. Mỗi công thức làm đẹp đều mang đến cho tôi một trải nghiệm mới và hôm nay tôi muốn giới thiệu đến các bạn cách làm kem cạo dâu an toàn từ thiên nhiên cực dễ làm nhé. Thật sự nó có quan trọng trong công việc làm đẹp của bạn. Nó sẽ không quan trọng nếu như bạn là người quanh năm không dùng đến dao cạo dâu hay bất cứ vùng lông không mong muốn nào trên mặt, tay, chân. Nhưng điều đó thật hiếm có đúng không? Cách làm kem cạo dâu đơn giản với một số thành phần dễ kiếm như dầu dừa, bơ hạt mỡ, dầu ô liu, tinh dầu hoài hương, một ít xà phòng tự nhiên. Chúng đều là những thành phần siêu dưỡng ẩm, làm trơn mượt làn da, giảm thiểu những tổn thương do va chạm một cách tối đa, bảo vệ da bạn không bị tổn thương và khô da. Chúng cũng chứa nhiều thành phần diệt khuẩn rất tốt cho làn da vừa mới cạo râu hoặc lông rất dễ bị tổn thương. Cách làm kem cạo râu này cũng giúp bạn thêm một sản phẩm dưỡng ẩm da. Bạn không cần dưỡng ẩm da sau khi cạo râu, bên cạnh đó những loại dầu tự nhiên có tính năng ngăn ngừa lão hóa, làm săn chắc da và se khít lỗ chân lông hiệu quả mà bạn không nên bỏ qua. Nguyên liệu: 1/3 chén dầu dừa, 1/3 chén bơ hạt mỡ, 2 chén ô liu, 5 giọt tinh dầu hoài hương, 2 chén xà phòng cắt tỉ lỏng. Thực hiện: làm tan chảy dầu dừa và bơ hạt mỡ trong lò vi sóng hoặc nồi hơi. Thêm tinh dầu hoài hương và dầu ô liu vào khuấy đều và để nguội. Để hỗn hợp đã nguội vào trong tủ lạnh cho đông lại như ban đầu. Lấy hỗn hợp ra, dùng máy đánh trứng, đánh tơi hỗn hợp trong 5-7 phút. Tiếp tục cho xà phòng vào và đánh nhuyễn thêm một lần nữa. Cho vào lọ đựng và bảo quản nơi thoáng mát, không cho nước thấm vào. Xoa nhẹ nhàng một ít kem lên vùng cần cạo. Rửa sạch và không cần dùng kem dưỡng ẩm, sau đó nó cũng đủ độ trơn mượt rồi. Cách làm kem cạo dâu an toàn từ thiên nhiên này không chỉ dành riêng cho bạn mà nó còn là một món quà đầy ý nghĩa cho người bạn khác giới của mình vào cuối tuần này. Thử ngay trải nghiệm mới mẻ này nhé. Mỗi công thức làm đẹp đều mang đến cho tôi một trải nghiệm mới và hôm nay tôi muốn giới thiệu đến các bạn cách làm kem cạo dâu an toàn từ thiên nhiên cực dễ làm nhé. Thật sự nó có quan trọng trong công việc làm đẹp của bạn. Nó sẽ không quan trọng nếu như bạn là người quanh năm không dùng đến dao cạo râu hay bất cứ vùng lông không mong muốn nào trên mặt, tay, chân. Nhưng điều đó thật hiếm có đúng không? Cách làm kem cạo râu đơn giản với một số thành phần dễ kiếm như dầu dừa, bơ hạt mỡ, dầu ô liu, tinh dầu hoài hương, một ít xà phòng tự nhiên. Chúng đều là những thành phần siêu dưỡng ẩm, làm trơn mượt làn da, giảm thiểu những tổn thương do va chạm một cách tối đa, bảo vệ da bạn không bị tổn thương và khô da. Chúng cũng chứa nhiều thành phần diệt khuẩn rất tốt cho làn da vừa mới cạo râu hoặc lông rất dễ bị tổn thương. Cách làm kem cạo râu này cũng giúp bạn thêm một sản phẩm dưỡng ẩm da. Bạn không cần dưỡng ẩm da sau khi cạo râu, bên cạnh đó những loại dầu tự nhiên có tính năng ngăn ngừa lão hóa, làm săn chắc da và se khít lỗ chân lông hiệu quả mà bạn không nên bỏ qua. Nguyên liệu: 1/3 chén dầu dừa, 1/3 chén bơ hạt mỡ, 2 chén ô liu, 5 giọt tinh dầu hoài hương, 2 chén xà phòng cắt tỉ lỏng. Thực hiện: làm tan chảy dầu dừa và bơ hạt mỡ trong lò vi sóng hoặc nồi hơi. Thêm tinh dầu hoài hương và dầu ô liu vào khuấy đều và để nguội. Để hỗn hợp đã nguội vào trong tủ lạnh cho đông lại như ban đầu. Lấy hỗn hợp ra, dùng máy đánh trứng, đánh tơi hỗn hợp trong 5-7 phút. Tiếp tục cho xà phòng vào và đánh nhuyễn thêm một lần nữa. Cho vào lọ đựng và bảo quản nơi thoáng mát, không cho nước thấm vào. Xoa nhẹ nhàng một ít kem lên vùng cần cạo. Rửa sạch và không cần dùng kem dưỡng ẩm, sau đó nó cũng đủ độ trơn mượt rồi. Cách làm kem cạo dâu an toàn từ thiên nhiên này không chỉ dành riêng cho bạn mà nó còn là một món quà đầy ý nghĩa cho người bạn khác giới của mình vào cuối tuần này. Thử ngay trải nghiệm mới mẻ này nhé. Mỗi công thức làm đẹp đều mang đến cho tôi một trải nghiệm mới và hôm nay tôi muốn giới thiệu đến các bạn cách làm kem cạo dâu an toàn từ thiên nhiên cực dễ làm nhé. Thật sự nó có quan trọng trong công việc làm đẹp của bạn. Nó sẽ không quan trọng nếu như bạn là người quanh năm không dùng đến dao cạo râu hay bất cứ vùng lông không mong muốn nào trên mặt, tay, chân. Nhưng điều đó thật hiếm có đúng không? Cách làm kem cạo râu đơn giản với một số thành phần dễ kiếm như dầu dừa, bơ hạt mỡ, dầu ô liu, tinh dầu hoài hương, một ít xà phòng tự nhiên.
Chúng đều là những thành phần siêu dưỡng ẩm, làm trơn mượt làn da, giảm thiểu những tổn thương do va chạm một cách tối đa, bảo vệ da bạn không bị tổn thương và khô da. Chúng cũng chứa nhiều thành phần diệt khuẩn rất tốt cho làn da vừa mới cạo râu hoặc lông rất dễ bị tổn thương. Cách làm kem cạo râu này cũng giúp bạn thêm một sản phẩm dưỡng ẩm da. Bạn không cần dưỡng ẩm da sau khi cạo râu. Bên cạnh đó, những loại dầu tự nhiên có tính năng ngăn ngừa lão hóa, làm săn chắc da và se khít lỗ chân lông hiệu quả mà bạn không nên bỏ qua. Nguyên liệu: 1/3 chén dầu dừa, 1/3 chén bơ hạt mỡ, 2 chén ô liu, 5 giọt tinh dầu hoài hương, 2 chén xà phòng cắt tỉ lỏng. Thực hiện: làm tan chảy dầu dừa và bơ hạt mỡ trong lò vi sóng hoặc nồi hơi. Thêm tinh dầu hoài hương và dầu ô liu vào, khuấy đều và để nguội. Để hỗn hợp đã nguội vào trong tủ lạnh cho đông lại như ban đầu. Lấy hỗn hợp ra, dùng máy đánh trứng, đánh tơi hỗn hợp trong 5-7 phút. Tiếp tục cho xà phòng vào và đánh nhuyễn thêm một lần nữa. Cho vào lọ đựng và bảo quản nơi thoáng mát, không cho nước thấm vào. Xoa nhẹ nhàng một ít kem lên vùng cần cạo. Rửa sạch và không cần dùng kem dưỡng ẩm, sau đó nó cũng đủ độ trơn mượt rồi. Cách làm kem cạo râu an toàn từ thiên nhiên này không chỉ dành riêng cho bạn mà nó còn là một món quà đầy ý nghĩa cho người bạn khác giới của mình vào cuối tuần này. Thử ngay trải nghiệm mới mẻ này nhé!